Nhân đang đứng tại dự án Phúc An City. Thì video trước là Nhân đã review cho cả nhà mình một cái căn góc ở phía bên kia là cái diện tích là ngang 9-15. Thì bây giờ Nhân sẽ quay một cái căn nhà bình thường với cái diện tích là ngang 5 dài dài 15 cho cả nhà mình cùng được tham khảo nha. Rồi Nhân xin mời. Nhân xin lỗi là cái căn này là nó ngang 5 dài 20m. Và như cả nhà mình thấy á, hiện tại với cái diện tích từ ngoài cửa vào tới phía bên trong á, là cái diện tích nhà mình là ngang 5 dài 10 và mình còn một cái sân sau dài 10m nữa là 5-20. Như cả nhà mình thấy là cái phần trong đó nha là 5 x 10m á, còn cái phía sau này là 5-10 nữa, tức là cái diện tích tổng diện tích nhà mình là 5m dài 20m. Rồi bây giờ Nhân sẽ mời lên lầu. Nó như cái nhà mình thấy ở dưới ha, là 5m dài 10m, mình còn một cái khoảng trống phía sau rất là lớn luôn. Còn cái phía bên kia là cái lóc nhà mặt tiền. Thì Nhân trước khi mà quay những cái căn nhà như thế này thì Nhân có tham khảo một cái căn ở ngoài mặt tiền đường với cái diện tích là ngang 5 dài 15m. Thì ở đó là cái chị khách hàng đó, chị hoàn thiện cái căn nhà chị từ trên tới dưới luôn. Thì chị ngăn ra 4 phòng ngủ, ở dưới là chị để trống, chị làm quán cà phê. Thì cái giá tiền hoàn thiện của chị là 300 triệu tổng từ trên tới dưới luôn, rất là đẹp. Tại vì ở đây là cả nhà mình sẽ biết được là tất cả cái phần thô mình giao nhà là phần thô, nhưng mà ở phía trước mặt tiền ấy, là nó sẽ là hoàn thiện 100% cho mình. Bên phía công ty hoàn thiện mình, còn mình chỉ làm ở trong thôi. Thì có nhiều khách hàng ấy, là cũng hỏi Nhân thì Nhân bán được khu trước cũng vậy, là tại sao mà hoàn thiện một cái căn nhà 5-15, 5-17 một trệt hai lầu mà lại với cái giá tầm 300 triệu thôi. Thì thật sự đó đúng là chỉ rơi vào khoảng từ 200 triệu thôi chứ không đến 300 nữa. Quan trọng nhất là do cái gói vật liệu mà cả nhà mình chọn mình sẽ như thế nào. Chẳng hạn mình chọn những cái vật liệu mình vừa đó, thì cái giá nó khác nhau, còn cao cấp thì giá khác nhau, đó là điều đương nhiên rồi. Còn nếu như trong nhà mà mình chọn mình làm cửa đẻo này kia bằng gỗ đó thì cái giá sẽ khác nữa. Rồi bây giờ Nhân mời cả nhà mình vào ha. Cái nhà thì nó nói chung là nó cũng khá là mát, nó không có nổi nóng đâu. Mà Nhân chảy mồ hôi lý do là nãy giờ Nhân đi nhiều quá, nó hơi mệt và nó mệt đuối luôn, mập quá mà. Thì nhớ đây thì Nhân hồi Nhân như nãy lúc nói Nhân nói đó là cái căn góc bên kia Nhân review cái video trước á, còn ở đây là căn thường. Thì ở đây là Nhân xin nói lại là công ty chuẩn bị mở bán, nó rơi vào tầm khoảng tuần sau là công ty mở bán nó khoảng 50 căn và cái diện tích là ngang 5 dài 15 cho tới 5-17. Cái giá là rơi vào khoảng 1,7 đến 1,8 một căn. Và cả nhà mình sẽ thanh toán 50% tổng giá trị căn nhà, còn lại mình sẽ góp trong vòng 6 tháng. Cái lý do là mình góp 6 tháng bởi vì trong vòng 6 tháng mình sẽ nhận nhà. Còn những cái căn những cái khu khác á, thì mình góp 1 năm hoặc là 2 năm, là những cái khu đó mình sẽ 1 năm tới 2 năm mới nhận nhà. Thì cho nên là cho góp như vậy
còn ở đây trong vòng 6 tháng mình sẽ nhận nhà rồi, thì cho góp chỉ 6 tháng thôi. Hiện tại là mình đang đứng lầu 2 và đằng sau kính này á là cái phần sân phơi, mình để máy giặt rồi này kia đó mình để vào đây rồi làm sân phơi luôn, nó rất là ok. Rồi nó thêm ví dụ như là bình thường mình mở cái cửa này ra đó thì rất là khó. Thì nếu như một căn với diện tích, nhân xin nhắc lại là diện tích 5x10, nhưng mà với cái căn này là mình có thể là thiết kế là 4 phòng ngủ tổng này, là 1 phòng 2, 4 phòng ngủ. Còn nếu như nhà mình có người lớn tuổi, mình có thể là thiết kế thêm một phòng ngủ dưới nữa để cho người lớn tuổi là ngủ phải theo 1 phòng 2, thì nó rất là mạnh cho cả nhà, nên là rất là hay ở chỗ đó. Thì Nhân xin kết thúc video tại đây. Thì cả nhà mình nếu như ai chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh của Nhân để có thể xem được tất cả những video sau. Và Nhân xin nhắc lại là trong vòng tuần sau thì bên phía công ty sẽ mở bán, nhưng mà chưa biết ngày chính thức. Nếu như mà có một cái ngày chính thức rồi thì Nhân sẽ thông báo cho cả nhà mình. Hoặc là nếu như ai muốn xem dự án thì bên phía công ty ngày thứ năm và chủ nhật hàng tuần thì có xe mình chở đi tham quan trước. Ví dụ như nếu mình ưng vị trí nào thì mình có thể đặt chỗ trước, và tới ngày mở bán mình nếu như mình thấy cái giá ok thì mình có thể mua, còn không thì mình sẽ lấy tiền lại. Rồi, Nhân xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng ở video sau.